cái phần hướng dẫn, cái phần hướng dẫn nhập liệu và xử lý. Trong trường hợp mà mình muốn xem cho chính mình thì mình chỉ cần bấm vào cái dòng chữ màu đỏ, bấm vào đây xem kết quả, đó sẽ hiện ra cái kết quả của mình. Trong trường hợp mà mình muốn xem cho người khác hoặc thay đổi họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh thì mình sẽ nhập vào cái phần này. Để mình nhập Lê Nguyễn Hoàng Anh. Ngày sinh mình sẽ chọn ngày sinh dương lịch hay âm lịch. Trường hợp này để mình chọn dương lịch. Nam. Nhập năm tháng ngày giờ vô đây. Năm sinh. Mình chọn tháng 2 nha. Ngày 26. Trường hợp giờ sinh là giờ dần hay là dần là từ 3 đến 5 giờ. Nhập 4 giờ. Tỉnh thành Hồ Chí Minh. Sau khi chọn xong mình bấm nút gửi. Bấm nút gửi khoảng được 1 phút á, mình sẽ bấm vào phần xem kết quả thì sẽ hiện ra cái kết quả ha. Khi đó là vô phần xem kết quả. Đây là cái phần xem kết quả.